có người bán kìa. Né sang đi. Đi qua khoát này nè, khoát này nè. Đi được xem này. Chỗ tôi đánh dấu kìa. Ôi chào nữa. Cũ xăng rồi. Có người kia. Anh nhìn con đùi nó bắn chết đi chứ. Mày dừng xuống cướp. Ít mày. Đấy lộn. Ông nào lấy xe đi, ông nào lấy xe đi. Đấy lộn. Tôi đều lái xe rồi. Xuống xe. Nó tới kìa. Đấy rồi, ba khẩu. Ba khẩu chứ phải ít đâu. Xuống xe tôi lái cho. Chết hết giờ đi. Lấy xe lái đi ông ơi. Đi đi. Anh nó bắn chết rồi. Let go. Chỗ nào mà mình vừa canh thính được, mình vừa canh thính được và vừa cam thính được. Đúng rồi. Lúc cho thoải mái. Bốn bề là giặc, đã biết đâu mà. Kiếm lấy bình xăng, đừng có để mất xe bảo thép. Đừng có ship, được rồi. Thêm bọc thép thì em cầm 249 nha, nó xấy thì... Ở đây đi. Anh em 9 thôi. Đúng rồi. Đúng rồi thôi. Bọt. Bắn thính nữa. Nhẹ tay với em nó thôi. Bạn đây, bạn đây. Ui đi chạy 3 cái thính, vậy đi. Này và thính thế này nó không đến thì trẻ. Nó mù hết rồi. Thế phải cam nè. À cái máy bay cho bay. Má bây giờ cứ chạy xăng đi chứ tí nữa không tới rồi sẽ chết. Ui ba cái máy bay đi cùng một lúc. Đấy anh đều. Ok. Ông số 4 nó ngồi trong xe nhá. Bắn bể xe nhờ. Anh em nhặt nhanh lên rồi chạy nhá. Bị mẹ tôi thính rớt xuống, tôi dốc thì đi ra. Thùng số 1 nhặt rồi à? Hả? Thùng tôi đâu? Đâu? Thì thùng... Không. Có 8 này nha, có 8 ở thùng tôi nha. Có 8 ở thùng tôi á. Khối 8 rồi chúng tôi có ăn. Ê! Ôi! Sao mà... 219 nè. Có người ạ? Chúng này đi xuống này xe nè. Ê! Chúng này lấy xăng nha. Lấy cái xăng à? Để tôi xíu. Ôm không? Kiếm mình xăng mấy ông ơi. Cho xin ít đèn xanh ông. Kiếm mình xăng. Kiếm mình xăng. Có người à? Nhanh kiếm mình xăng nhanh đi rồi di chuyển nào. Đi rồi. Xăng rồi, có xăng rồi. Đi rồi nhá. Để tôi bơm xăng nào. Đang bơm xăng rồi. Xe người đâu? Đây, lấy xăng, đang lấy xăng đây. À, không bị xăng chém lũng à. Chạy vô đúng rồi. Đi lấy xe. Xem. Có hai chạy đâu có được xem không ba?
Bắn cứ biết thế này địch mẹ nó. Bắn xuống cái mặt để cam nó không? Đưa bò cam nó, đưa cái mặt. Đưa bò cam nó. Ôi. Cam nó mình có A với M mà. Nói xe thế, cậu thả. Đang tìm đường cam nó nè. Giờ thôi khỏi cam chắc vô ra cái tính mới đi. Để ông có 4 thằng lóc đồ nè. Ôi, thằng tính kìa, đi xa kìa. Bây giờ ông chạy tới là nó bắn. Để cho kia cho ông có 4 thằng lấy thế đúng rồi. Ôi, đủ. Ông nào có đạn xanh thì tôi xin ít nha. Có đạn xanh không? Tôi có tí, tôi cho 5 viên. Tôi có tí, tôi cho 10 viên. Mèo. Để tính kìa. Cam cho ông số 4 lấy nha. Số 4 xuống lấy, ông nào chưa lấy tính, xuống lấy nè. Tính ngon à. Ông số 4 xuống nhanh đi. Đút nhanh luôn đi. Đừng có thời gian nữa, xuống đi, xuống đi. Cái đó khủng hả? Nhanh đi, nhanh đi. Báo được. Nhanh. Ở nhà lên xe mà anh em mắc rồi mắc chạy đi anh em mắc đồ thích rồi đấy đi lên trên đây cam xuống mà anh em full đồ thích rồi đấy thôi đừng thì thích đừng thì thích đứa nguy hiểm quá thì phải nhiều tem đến nữa sợ ok tôi lấy thêm lấy thêm bình xăng đi tôi đổ xăng lại. Ôi, ở đây cam thính này, lên đây cam thính. Ông nào cho tôi 50 viên sắt đạn xanh nào. Đây đây đây, đây đây đây. Đây đây, đây đây. Đây. Cho máy đây. Tôi có một à. Đây này. I got supplies. I got supplies. Ông nào thiếu ngắn nói tôi nhá, thiếu cốt nói tôi nhá. Cốt 8 lại vứt ở dưới đó. Thôi đi đi ông ơi. Đâu gần giờ thì trong bom đi không nữa. Giờ biết đâu. Giờ cam người ra ngoài gần biển này. Phải. Ra ngoài gần đây này, đấy. Gần đó tí bó bóp về đây mà. Bây giờ mình coi bo ở đâu để mình di chuyển nè. Giờ cam nó chết rồi nhé. Chỗ ông lấy cốt này. Chỗ ông này bắn cốt mấy đấy. Lên đồi nè, lên đồi nè ông ơi. Cốt 6 à? Nè. Lên đồi nè, lên đồi. Cốt 8 đây. Đi lên đồi nè, lên đồi nè. Thế rồi. Để đứng làm gì nữa. Đứng cho. Đi sang này. Để lên đồi cam người nè. Lấy xe không? Lấy xe lên thì ông nào lấy xe lên đi. Có. Lấy cái xe thì có tiếc lắm. Ừ. Chiếc xe của số 4 mà, thính của số 4 mà. Phát tức. Lên đồi, lên đồi đi. Không có giảm thanh của AWM. Thôi. À, ông này ngồi đây à, ngồi đây đi. Ở kia ra mà ngồi. Ở ngồi bên cạnh bên cần thế nè. Ông đi đâu xa vậy? Đây cái nhà này, cái nhà đấy. Kìa. Yeah. Mình ở đồi mình bắn xuống chứ. Vứt xe ở đây đi. Ngồi thẳng một cái bụi, ngồi không đấy. Thì ai biết rồi. Giờ ngồi dưới đây thì dưới đồi mất rồi. Chỗ ngồi nè. Thằng một bụi. Thế thôi. Ngồi xa nhau quá kìa. Xa quá rồi kìa. Thì khó xử lý nè. Có xe đến kìa. Ok, xe đâu? Kệ nè. Cho vị trí đi. Đi ông. Gặp nó rồi thôi. Có người mà. Nó đâu á? Lên xa rồi. Nó đâu á? Nó chắc tôi đây.
Có bốn này này, có ba thằng. Đây đây đây, ngoài đây, ngoài đây. Một thằng vừa còn thằng nữa. Thằng nữa ở đâu ta? Một thằng nữa ở đâu nhỉ? Nó bắn tôi xong rồi. Chưa thấy nó à, trong nhà, trong nhà. Trong nhà. Trong nhà, trong nhà lớn này. Trong nhà lớn này. Trong nhà lớn. Góc 35. Đây đây đây. Chắc tôi có ốp kìa, lại lấy ốp. Ở trong nhà này. Ốp với người qua. Ôi đủ mà. Bom hàng một chút. Ôi đủ mà. Rồi hai. Chết rồi. Clear. Tại sao của tôi đây? Ông số 2. Ok, đây bên này, đây, chắc bên đây, đây. À, chắc chỗ số 3. ABXM kìa. Bên kia, bên kia. Có ABXM bên này nè. Không, tôi lấy M24 cũng được. ABXM ngon hơn chứ. Mới đúng. Ok, đâu đâu á, ABXM bên đây, xác xác của tôi ngoài đây, ngoài kia, ngoài cửa. Ở đây có mũ ba này đấy, xác của tôi đấy nha, xác của tôi đấy. Đây có mũ ba nha, đây có mũ ba này. Không có giảm thanh, không có thằng nào có giảm thanh luôn. Có giảm thanh SR không? Đi đâu nữa? Ở đây thôi, đi đâu nữa? Ở đây thôi, ra được chỗ bo mà. Trong bo mà. Mình chắc là team giàu giàu nhất đấy. Xe bọc thép rồi, súng ống đủ các kiểu. Mọi cái nhảy này do chưa lấy. Rồi cứ lôi như thế này. Có địch máy. Ba thằng còn lại một team nữa à? Còn bốn thằng nữa thôi. Anh em cố gắng. Năm thằng nữa. Anh em cố gắng giành đây top 1 hay top 2 cũng được. Bây giờ chưa đấy. Đừng chạy ở ngoài, nó thấy bây giờ. Đây cam thôi. Thính à? Có băng thính ở góc 305 này. Xa quá không thấy tôi đâu. Bắn nhau. Nó ốp nha, nó ốp ấy, đi đâu đấy? Ông kia chết không chịu nữa chưa? Tôi kiếm bụi tôi nấp rồi, tôi vô bụi tôi nấp. Ê, có người kìa. À? Ở đâu vị trí? Bên ngoài bao. Hướng đạn. Hướng đạn đằng sau. Hả? Ở đâu vậy? Hướng đạn đằng sau á. Trời góc thì chứ ông nói. Tầm hướng 190 gì đó. Tầm hướng 190 á, thể này có tiếng đạn mà. Ừ đúng rồi. Ở đâu bắn trên máy tính này, trên điện thoại đấy. Bên ngoài bao này. Vô bao đây ông ơi.
Các ông bán máy tính hay điện thoại đây? Máy tính. Ông kia chạy xe bây giờ trong bo rồi chạy xe nữa đi cho nó biết à. Vào cái nhà trước mặt đi. Mình cảnh cũng người nha. Một số 4 đừng chạy xe, đường số 4 này. Bó cuối là mong chạy xe vậy. Người giờ vứt cái chảo đi ông ơi. Chơi ông làm gì cho nó rồi ta? Bò thua ở đấy mà. Cái thính của ổng như là ổng không bỏ được cái sao nhá. Đây là nó góc này nè. 185 này. 10. Đây đây đây, nói xong. Yêu, gặp luôn nhá. Coi xác định vị trí đi. Ở trong nhà này một người nè. Đấy, trong nhà. Đấy, im. Ông kia đi xe làm gì? Ô trời ơi. Chết rồi. Nó đứng đâu ta? Nấp trong cỏ luôn. Còn 3 thằng nữa. Nấp trong cỏ. À, một team đấy. Nấp trong cỏ. Trời ơi, ông số 4. Số 4 đi xe kìa. Ngu chết đi, chứ để em gì. Còn 2 thằng nữa thôi. Còn 2 thằng nữa thôi. Ngoài bụi cỏ. Còn 1 team nữa thôi. Mình ở trong nhà đi. Thằng trong nhà đó, cái thằng bụi cỏ. Thằng bụi cỏ nha. Thằng nhà thằng bụi cỏ. Rồi, chưa? Chết rồi. Còn một thằng nữa. Bắn thằng đó đâu á? Trong nhà đúng không? Ở nhà. Tôi một, tôi một đến nơi rồi. Công kia. Smart là công kia. Ngoài bụi cỏ á. Ra này. Đây, sau thủ đá này, hướng 120, 200. 200 bao nhiêu? 205, sau thủ đá, có chạy lên đó. Rồi, đó một rồi. Đây đây, thẳng đá đây. Đừng có để một cân hai đấy. Nó đâu ta? Chưa thấy nó. Nó đá sau cân này. Sau cây này. Nó chạy đến nhà kìa. Chạy đến nhà rồi. Mù mịt quá. Vệ sinh á. Nó là sau nhà vệ sinh này. Mấy mở cửa đi. Đúng rồi, trời. Đúng rồi. Nơi rồi. Ok, về đi. Ông số 4 nó cũng bắn gì hay. Ok, lên ra. Top 1 easy. Đó là cái tao. Tao ơi. Mang à.
Welcome to PUBG Mobile. Chờ tí ra bắn chút. Thế thì mới xuống cái gọi cho con được không các ổn với nhá. Nha. We will be taking off soon. Be prepared. We will be coming off soon. Nhảy đâu anh em à? Đây à? Nhảy đâu không được? Ôi, không nhảy mẹ cho Mila nhỉ? Mina. Mila bị giết ok. Mila là cái chỗ khu khu khủng long đúng không? Không, Mila đây này. Mila. Không. Mila đây này. Nhưng mà cái chỗ Mila khủng long là chỗ nào nhỉ? Đi Dino Park mà. À, không biết khủng long này. Và trong đấy rõ rộng nhưng mà có trận giàu trận nghèo. Không có trận giàu trận nghèo nhưng mà long á, đi bắt là nó gần đấy kiểu mốt đó, và cha này à, sau mốt và cha lên ăn. Nó lắm rồi, hai nơi một lúc. Có tim nha. Có tổ chức ở ngoài á. Thấy thấy thằng cứ báo tim bung đu rùa đu rùa đu rùa đu rùa mình tới rồi ấy cái mày cả ngàn mét để cho bộ chứ nè bộ nó nhảy một ui nó vào trước rồi nó vào trước rồi nó vào trước rồi lui sau đi lui sau đi nó vào trước rồi mà đây này đây này có cái này bên kia có đồ có ba đi đấy. Nó vào trước rồi đấy. Số 3 đừng có vào thẳng nữa, đừng có vào thẳng nữa sẽ đi 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 đi. Kìa kìa đi đi. Ơi. Ông này. Thôi. Ông còn đứng lên này. Ông ra dưới kìa. Ba thằng. Tìm vậy trời. Bảo đi đừng có vào nữa thì các ông cứ công vào. Có tìm không? Welcome to PUBG Mobile. Đặt đám to lắm. Bả với dân là chết. Alo. Alo. Không có nghe gì hết đó anh này ơi. Ê chốt đã chứ. Chốt đã. Tùng. Ghê ghê. Tùng đã. Đây bắn nàng đi. Đây. Đi đi cơ, tao bây giờ cơ. Đây bắn nàng nè. Em bị cái mục này ăn cái gì? Lấy giùm cái ấy. Hay giật. Có con ghẹ ở bên đó ừ. Em gái. Em gái vậy? Lớn chưa, lớn chưa? Để nuôi hay là em gái chưa hay giờ em gái mưa hay là em gái gì thôi đồ phải tập trung chơi game đây nè em gái nuôi là một cái thực vật đó mà con gì nuôi không được hả đúng rồi đó hợp lý cùng mẹ đó chẳng có con gì mà nuôi không hết à
còn gì nuôi cũng đều để thịt đó mà. Đúng rồi. Thầy già anh hai à, anh hai có thể nuôi là phải thịt không đó hả? Thì giờ tôi là bạn của tôi, của tôi với bạn này. Thầy già tại sao anh hai có thể nó tự nhảy kìa, nhảy kìa. Anh hai không thể nào tin tưởng tiểu đệ không? Không được. Ây giờ tôi đây mà còn nói con chưa tin nữa anh hai ơi. Chặng này anh nè. Bằng hai cái là được rồi. Chặng này anh em. Anh em gán top 1 chứng minh cái được. Nếu tôi top 1 được thì anh hai có thể gãi cho tôi không đó hả? Tôi thật sự là rất là ok. Ông top 1 tôi gã luôn. Gã ai, gã ông, gã ai, gã ông. Gã tôi. À thôi, nhìn hai tôi không muốn đâu. Tôi cảm thấy nó không muốn rồi mà. Nay đừng có hù tôi như vậy. Thủng nạn tên. Má mới xuống lượm cho lâu ba. Cái con mẹ nó tới mới xuống lượm được cái sống lục nè. Thủng nạn. Má xuống thấy địch đồ dục cái ba lô vô mặt hả? Thầy già được đó hả? Anh hai có thể dục vô mặt tôi không? Thầy giờ hỏi nó có muốn mang muốn mang ba lô ngược không đó, con mẹ nó. Chết. Tên là phải bắn súng đi mà gặn cột đi này. Đó. Thầy giờ bắn được chứ được á. Đây là bắn địch chứ. Lên được ba. Mấy anh bỏ tôi xa vậy? Thầy già không phải đâu. Thầy già một người một nơi đó. Tại anh hai không chịu gả em gái với tôi đó mà. Tùng mẹ nó đi xa đó. Anh hai có em tùng dài đó. Bây giờ ba lô ba sao? Chắc là kém may mắn đó mà. Tại sao lại có cái ba lô ba đây đấy hả? Tùng mẹ nó chưa có ba lô mày. Đừng có nói nữa. Thầy già có cả K98 rồi đó hả? Thiếu mỗi cái cột 8 cái giảm thanh. Flagan, Flagan, Flagan. Ở đây bắn luôn đi. Ở đây có 4 cái Flagan nhá. Ấy, bắn gì ông? À đang trong 4 luôn hả? Trong bo kìa, bắn đi. Bắn luôn. Các bạn để lại nhà này ra. Tôi không biết cái này là cái gì. Thầy già, đây là cái gì đó? I got supplies. Ai có thể này giải thích cho tôi không? Thầy già. Đúng táo sáng kìa. Cùng mẹ. Trời ơi, đổ mà 2 cây luôn nè. Bắn đi, bắn 2 cây lên. Ây da thôi. Ây da anh hai có thể nói. Ủa mẹ ơi, rồi kìa. Bắn đi rồi cho anh em. Khoan, ông nào qua lụm đi chứ tôi lụm. I got supplies. Lụm đi. Ông lụm được 2 khẩu mà. Khoan. Không lụm được lại có khẩu hả? Ông lượm được thêm một lượm đi. Ông lượm được thêm viên đạn nữa là thành 2 viên. Sáng qua tôi lượm lần 4 cái á. Con mẹ nó. Rồi được rồi, được rồi, được rồi. Được rồi. À, tại sao map nào? Bắn đi. Phải lại gan vậy đó hả? Bắn rồi. Thuận bắn đi rồi dầu nè. Đúng rồi. Thôi mình lúc nữa, con mẹ nó đi qua cái lúc đồ cái ông kia thôi. Đi nè, qua đây nè mấy bộ. Thầy già tại sao lại chấp một đó hả? Chào rồi. Qua đây lấy giáp 3 nè. Số máy á. 4. Cùng mẹ nó số 4 đó. Thầy già số 4 đó hả? Trời. Mà cái tôi nghe hình như con người rồi đó. Tại sao lại đi có mẹ nó hả? Ồ đi. Người ta có em gái đó mà. Bắn. Tại sao lại thầy già ba cái thời lai găng nè. Thầy già ba lô ba đó hả? Má gầu mấy ông quá. Mà kém may mắn thì. Ên mình ba, ên mình ba cái thánh hả? Đúng rồi. Thầy già thật là khổ quá đi. Nói chuẩn bị tới rồi mà. Cùng mẹ nó rớt trên nóc nhà rồi nè, một cái rớt trên nóc nhà nè. Lấy lựu đạn trời. Ây da, lựu đạn trời rớt. Trời ơi, má nó tới rồi. Của tôi đó mà, tại sao vậy hả? Tới, M14 kìa. Ông lấy kìa. Ông lấy hai cục tinh đi. Ây da, tại sao đó hả? Tại sao hai là có thể nào mà. Trời ơi. Qua đây nè, qua đây lấy đồ nữa nè. Ok đó mà. Đúng rồi. Cái gì chứ lấy đồ thì tôi nhanh lắm, cùng mẹ nó. Ây da, ông thật là khốn nạn đó mà. Thính tôi bắn lên ông tới cũng luộc hết rồi. Tôi đâu có lúc gì đâu, tôi lấy bộ đồ cỏ với mũ ba giáp ba với hai cái súng chứ nhiêu. Đủ, tôi thấy tôi có mũ ba giáp ba. Đồ mà lấy không có gì vậy, lấy mũ ba giáp ba. Thầy già thật là kẻ may mắn đó mà.
Tại sao vậy hả? Tại sao lại có nguyên phun sắc đồ thế này đó hả? Thầy già thật là khổ quá đi. Bây giờ tôi phải làm sao đây hả? Bắn mơ ca. Tôi đéo bắn ca nữa. Trong đội đã bị ai thử. Trong đội bắn ta. Thầy già trong đội mình là tuyệt vời đó mà. Thầy già anh hai. Mấy bộ có nãy giờ có cớp không mấy bộ? Đang tìm đây. Có cốt 4 nữa. Rồi tôi két cốp em. Thầy già tôi bắn AWM tôi phải cần cốp 8 đó mà. Thầy già con mẹ mày. Tôi được bộ đồ trắng xóa. Thì ra mày. Thôi đi kiếm ít máu đi, chưa có bình máu nào cả. Con mẹ nó cũng nản thôi. Nay có thể nào cho tôi nickname của em gái anh hai không đó hả? Tập trung cho tôi, tập trung ngắn rồi. Tập trung bắn rồi mấy bạn ơi. Bây giờ anh hai có thể cho tôi cái nickname của em gái không? Không, tôi có thể nào là cho nguyên top 8. Uống nè mẹ trời. Cùng mẹ mày, tao có mấy con nếp này mày lấy không, tao cho mày luôn. Thầy già tôi có cốp 2 đây đó mà. Có anh em nào mà không có cốp không và tôi bố thí cho cái nữa luôn, tôi cho cái nè. Bốn bên này nè, có bốn bên này con cái nữa nè. Thầy già tôi thật sự ai bắn không, ai bắn không? Thầy già có bắn đầu. Bây giờ có cái cốt 12 rồi, vậy thì bắn cái cốt 4 bắn làm gì? Cũng nản thôi. Cấp 12 không bớt ảo lại đi ha. Ui nhiều kiểu lấy găng. Lấy cái phần lấy găng. Lại phần lấy găng nữa hả? Bây giờ tôi mấy cái phần lấy găng nữa hả? Tôi thật sự không lấy nữa đâu, ông đừng có bắn nữa mà. Tôi thật sự lượm đồ rất là mệt đó mà. Mấy cái cạnh mình luôn ấy. Lấy đi. Hướng 95. Hướng 95 với là 100. Ta ơi cái này phải cột sọ chứ phải rắn nữa mấy. Thật sự là nhiều đó mà. Nhiều quá ta lấy cái gì mà tao không cái gì đó. Có ông nào bắn xuống nhóm mà cho con bè nè. Cho tôi đi. Ấy mà tôi hỏi thật okay. Hay con bè là cái gì á? Con bè là chống dịch. Đó ông nội. À chống dịch đó hả? Có giảm thanh không đó hả? Tôi biết chống thanh thôi. Chống lỏng đầu đó. Chấm. Mày biết chống lỏng đầu không? À, chống ngỏng đầu luôn hả? Đúng rồi, tôi là cái ông đầu đó mà. Ông nào có cầm bè đâu cho tôi cái đi. Số mấy vậy đó hả? Số 4 nè, số 4, số 4. Lại là anh hai đó hả? Tôi thật sự phải cùng mẹ nó. Không được cái gì, được cái lúc đồ được thôi. Bắn thì dở, lúc đồ hay thế. Nãy giờ cũng thấy boss được rồi. Này thì tin tôi đi. Thầy già đây. Nè, cầm bè nè. Thầy già thanh kiều đó mà cho tôi chi cái. Enemies ahead. Gì vậy, tới nữa hả? Cái giết cơ địch à? Chụp cái mẹ ở yên đó mà. Cái gì với cái đồ thế này thì tìm nó cái chịch thôi. Tình địa chỉ thì chạy đi bộ, kiếm người bắn đi chứ đồ này đi loot hoài mệt quá. Thôi loot gì nữa, quýnh thôi. Thầy già, ông thứ ba có thể tao tin địa chỉ lại không đó hả? Tôi có thể đánh giấm được hai ba quả đó mà. Còn mẹ nó phải lấy găng nữa này. Thầy già không có đạn mà. Tôi thật sự lắc đồ mệt quá đi. Nhưng không có đạn. À thế thì mấy anh em mới bức. Thầy già cả 98 tôi mới bức đó mà. Ta gọi có mới nữa cũng. Má giờ này cả nó yếu lắm. Không bây giờ có AWM rồi chê thôi chứ. Bây giờ có phải lấy găng thì bắn kiếm ít thằng đốt nữa thôi chứ. Không, tôi này tôi thấy rồi mà tôi bắn MK thôi. Để bắn K nè. K bữa nay này, giờ này nó đi. Thầy giờ mình kiếm người cam đi hả? Tìm thính. Đây, kiếm người bắn nè. Tìm thính đó, ở đâu? Ba ơi, đi cho ba ơi. Tìm thính đó, đâu là mình cam ở đó. Coi thính đó, đâu mình cam. Vậy ông lương cam ba cái thính mình kìa. Chỉ kia đường nào với đất quay đò kia rồi thầy già qua đi đó hả, trước sau gì bon nằm ở đó mà. À sát biển luôn á, ngay biển luôn á, ngay biển thầy già không qua đi. Ồ thính ghét dưới biển hả? Ngay biển đó mà. Đúng rồi đó. Bây giờ anh em mình có thể nó bơi ra không đó hả? Con nào biết bơi không? Bơi nó bắn đồ mà ẻ không nổi luôn. Bắn cái rảo đi luôn luôn đấy. Tôi sợ nó bắn cái rảo nước không? Bắn rảo nước luôn à.
thấy địch đó hả? Địch không có. Ôi đồ. Vãi cứt. Cái thính mà nó rớt ra con tới ngoài đó. Hay dạ. Thính mới tới kìa. Ờ có thính này nè, có ở đâu nè? Thì ngay nhà thờ mình đó mà. Bay hướng nhà thờ đó mà. Ủa bay ngay đây nó chắc lại luôn quá. Nè rớt ngay đây cái đây. Ngay đây chắc được đó mà. Hay dạ ngay đây. Dốt. Chỉ theo nó đi. Chỉ là chiếc máy bay thôi đó mà. Dĩ gì được. Mẹ nó dục rồi chào Pháp rồi. Nó thả hả? Thì... Nó thả rồi kìa. 3-40 đó mà. Nhà thờ đấy. Nhà thờ đó mà. 3-40 đó. Thầy dạ. Ê cùng mẹ nó ở đây sát người từ lưa luôn nè. Thầy, nó chỉ là mấy con boss thôi đó mà. Tấn công lên chạy nhanh đi. Anh hai à. Chạy nhanh lên. Thầy dạ chống mông lên. Cùng mẹ nó. Để tôi lục bộ đồ tiết từ bận như chó đẹp coi. Ủa sao mình lại đôi vang mà ông kia đôi tuyệt đó. Thì là tại không được đẹp trai đó mà. Cùng mẹ mày. Hay dạ anh hai. Để tôi lấy bộ đồ. Mày ra dưới biển mà lấy mày. Nó bắn ở dưới biển đó mà. Cái thính nó toàn thả dưới biển. Kiếm chiếc thuyền đi đó hả. Hay dạ. Đồ má gà máy nó bắn như là dịch vậy. Rồi mất tiêu cục thính luôn rồi. Lên nhà mà chơi thôi. Kìa ngoài biển kìa. Ngoài biển kìa. Ủa má gì rất quỷ không vậy. Thì nó thích đâu má, nó chơi tôi đó. Thầy già không phải đó mà. Nó không chơi ông đâu đó mà. Ông má bo này chỉ cho bể chất điên hết trơn luôn á. Cùng mẹ nó thằng mình chết chìa kia lên mà vất kim tim đây đấy. Thầy già làm sao? Cùng mẹ nó cốt 8 nè. I got supplies. Tôi. Cái đó chắc nhiều người cần đấy. Cùng mẹ nó. Má cốt 8 mà dư luôn hả? Thầy già tôi một cốt 6, 2 cốt 8 đó. Cùng mẹ nó biết làm sao vậy? MK gắn cốt 6 nè. K chắc gắn cốt 8 luôn. Bắn đồ mới tung cái màn hình lên. Bắn cốt 8 lúc gì đó mà. Đủ cái lồn, đủ cái lồn. Ơ sao lại đủ cái lồn đó hả? Thầy già, anh hai à, anh hai thật là tục. Nè, nó làm hết hồn. Tại sao anh hai lại như vậy đó hả? Dạ. Dạ dạ, lấy đi. Lấy đi. Anh hai à, anh hai đang ngồi với vợ. Lấy gì? Tại sao anh hai lại nói như vậy đó hả? Để cho anh nhìn xem. Đem ra sao để nhìn nè. Đó. Lại anh hai nữa kìa. Ây da, giờ làm sao có được. Bắn đi mày trả rồi. Em có ông bao nhiêu tuổi rồi? Khải báo mau. Cùng mẹ nế. Hả? Đủ tuổi vừa thành niên kìa đó. Ờ cỡ cỡ đó đó, cỡ cỡ đó đó. Đủ mẹ. Không chưa mọc mất mà. Ở tù một gân à. Má sầm lộn. Thầy dạ anh hai à. Là bắn đi con mẹ nó. Thầy mèo. Ê đi mẹ à. Này tôi mời bạn cái lâu đài. Ê. Đủ mấy cái lâu đài kìa. Đủ này. Thầy dạ làm sao có thể nào tìm được người không đó hả? Thật sự là vắng người quá đi. Khu này dạo vô không ai ba chứ anh trời. Thầy dạ tụi nó thật là ngớ ngẩn đó mà. Bắn, bắn máu gắn kịp cho thế. Bắn. Đó, bay đâu một thằng bắn. Ngủ, à với đứa thêm, bắn lên là nghiêng châu. Tụ thăng một tim. Mẹ, tụi thái. Tụ thăng một tim đụng rơi. Tụ thăng đi cho ông là hai tim. Gì hắn được. Bây giờ thanh niên cứ đi ỉa đi, không ai cấm đâu. Tôi có thể nào nằm đây và mấy anh hai có thể nào cầm cho tôi được mà. Thầy già, thầy già. Tại sao trẻ lên trẻ xuống như vậy đó. Thầy già, trẻ hoài cũng hết cực ngang đó mà. Thầy già, sao lại kỳ như vậy đó hả? Tỉnh thả đây nữa này, cùng mẹ đó. Thầy già, lại chạy. Thầy già, chóng mặt quá đi. Tại sao lại chạy vòng vòng như vậy đó hả? Chết xì ghe cái kìa. Ồ, hay quá, chị núi đẹp quá đi. Giờ càng đẹp gì đó mà.
Phải có 8 người cả. 573 mét thôi đó mà. Ông ngắm. Ông ngắm 8 đâu. Ông ngắm 8 đâu, ông nào thừa. Sau cái nhà cơ luôn. Thầy già thầy đã không thấy nó đâu. Thôi mấy ông canh nha, tôi đi đái cái này nha. Ok ok. Quay luôn. Này có 8 tôi cho ông kia rồi. Tôi gắn rồi bà ơi. Ông đang xài cốp gì? Cốp 4. Cốp 4 hả? Để tôi nhường cho cái cốp 6 nè. Có cái red dot không? Đâu? Ông ở chỗ nào? Tôi đốt két không à? Red dot đâu? Thôi chỗ cho lùi đạn vô số 1 nè bay. Lấy cái adop nè. X4 xoáy cây này nó khó xoáy lắm thầy. X6 nó gì xoáy. Enemies ahead. Biết rồi. Ê này giờ lúc đồng 7 lúc này. Còn mấy chục viên đồng 7 này. Thôi kệ trên này đủ bọn. Ê cho tôi. Cái gì cho ông? Cho ông cái gì nữa? Ông nói nè. Thầy giờ đang bẫy hả? Thật là nhẹ nhõm người đó mà. Đặt đây thật là nhẹ nhõm quá đi. À bắn gì không có địch cũng chán quá. Đi lên thỉnh luôn đi. Nãy giờ tôi địch quá trời đó mà. Đây đi. Đây đợi luôn đi chút xíu rồi giật rồi. Mình tâm bo rồi. Đi lên nhà thờ chơi gì. Lên làm lễ đi mày, cùng mẹ mày làm lễ khai khu đi mày. Thầy già, 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 thầy tại sao tên mình có thể nào chỉ bo không mà tôi bắn đây gọi địch tới đó hả, bắn gọi địch tới đấy cùng mẹ nó đứng buồn chán. Tôi cho ông quả lựu đạn ông bắn từ đây. Ông bắn khoảng 20 viên ụp là còn thịnh tệ à? À còn người tệ à? Hay già, một quả lưu đạn dưới. Bắn cảm ba. Chạy đi. Mà nó cái con té mày đấy. Bo giờ kìa kìa, ngồi đây đi, mình tâm bo rồi. Hay già, trai quá. Biết cái đó ai à? Biết nha. Hay già, em gái nói chuyện thật là dễ thương đó mà. Em cái gì mà đập vào ở đâu đấy đó, đúng rồi đó. Khi tụi ngày cô ấy nói chuyện với thật sự là có hứng đó mà. Hứng cái tin gì đây mà? À, tin đây à? Hay già có thể tin đây nè, tin đây nè. Cái máy không đó hả? Con cùng mẹ mày đi tù đó con. Tốn nạn thôi. Hay già đi tù cho một chuyện đó mà. Hãy cho tôi làm tình một lần đi đó mà. Cảm thấy thật sự. Hay già quay tay. Xuống thánh luôn. Để tôi coi thỉnh bao nhiêu mét đó hả? Thỉnh đầu xuống. Đây. Hay da. Lại với biển đó kìa. 8 mét rồi đó mà. Cùng mẹ nó ba cái thỉnh cho biển ai mà ăn. Cũng dạ, làm chó thì có thằng nào điên mà xuống ăn đó hả? Mà tính ra nãy giờ mình ăn là mình ăn đủ rồi gì nữa. Mình mà ăn lần này chứ mình ăn ba cái thỉnh đâu được luôn á. Hay da, tại sao mình lại kém may mắn vậy? À xe tới, góc này, cái này. Đây. Enemies ahead. Chạy xuống biển lên, xuống biển. Vô. Đây tới là xuống đi. Đây. Nó thì xe tới, mờ quá không thấy nó rồi. Hay da. Giờ làm sao thấy nó đây?
Ủa mày nó bắn thôi, nó bắn thôi, con người bắn rồi. Tại không đẹp trai đó mà. Giờ làm tao tìm nó đây. Đấy, tụi nó bắn nhau. Con mẹ nó bắn ở đâu vậy? Nó bắn nhau đấy. Hướng 95 rồi á. Enemies ahead. Mày già mờ. Cái nó có ốp kìa. Má mày. Con mẹ nó đéo thấy nó đâu. Đi ra bắn nó luôn nè. Đi ra rồi chết đi. Bây giờ ngồi đây mình đợi tụi nó bắn nhau đi, ngư ông đắc lợi đi đó hả? Tại sao là phải mang xác ra cho nó bắn vậy đó hả? Mày già gặp em rồi. Cho mày. Cho xin lon nước cho mày. Cho mày có nước không cho mày? Nó lấy thỉnh rồi đó mà không biết nó góc nào. Đây rồi hay già. Bạn bò hả? Bơi đó hả? Hướng đi. Nó đang ngoài thỉnh đó mà, đây nè. Nó đang bơi dưới nước. Enemies ahead. Nó tìm nó đi. Mà nó bơi thì chơi nó luôn đi. Chưa thấy nó đó mà, nó lấy thỉnh rồi. Hay già cái thằng này. Thật là liều đó mà. Tại sao nó lại bơi ra từ đó? Chơi luôn số 3. Hay già, nó bơi đâu rồi? Thật sự vô dụng nó mà, không biết nó bơi đâu. Ê, nó một thằng là... Nó một thằng đá rồi. Hướng này vậy bạn? Bắn rồi, bắn chết rồi. Còn không biết còn nữa không thì... Đây, hay già, thấy rồi. Đây. Enemies ahead. Hay già, nó vô cái nhà đó rồi đó mà. Đây, vô cái nhà này rồi. Enemies ahead. Đằng sau có người nha mấy ông, có thể nào từ từ không đó hả? Tại sao mấy ông lại liều như vậy đó hả? Tại sao có thể nào đi chết trước khi vậy? Khát máu rồi. Thì các ông cam ở trên đấy đi, các ông cam xuống đấy đi. Hay già, tôi đã mất chiếc phòng chạy xuống đây rồi đó mà. Cùng mẹ nó. Lẹ đi nó bên mé biển nè. Cho vị trí đi. Ê nó bắn tôi cùng mẹ nó. Thấy không số 1? Kè nó kìa. Chạy rồi. Đang tìm vị trí nó đây. Nó sau cục đá đó. Đang kêu có bông khói nhá. Sau cục đá nè. Đây nè. Mẹ nó bắn xuống cục đá không à? Thấy rồi. Hay già. Hai viên MK rồi nhá. Trước mặt luôn kìa. Mình ném cái bông khói đó mà. Một phát. Hư giáp rồi. Thầy già cùng mẹ mày, đứng đợi mày lâu quá. Thầy già đang trước mặt tôi nè. Ngay đâm khói đó mà nó còn nguyên. Nó ngay tầng đá nó bắn tôi. Hát mi ngào. Thầy cứu tôi với. Ngay tầng đá trước mặt nè. Lốc rồi. Lốc một thằng. Nó quả, đây là cứu nó. Thầy già cứu tôi đây. Có mỗi thằng gốc cây thôi nè. Đủ má khói Trung Quốc cái gì mà. Đồ má. Nó bắt ốp đấy ông ơi, ông số 2 cẩn thận đấy, ngay cạnh ông á. Biết rồi, tôi thấy nó rồi. Cứu. Rồi ok, tôi lên giờ. Cứu lên, má. Cứu được không? Rồi, tôi lên giờ. Cứu được mà. Cứu thoải mái mà. Nó chạy vào khói rồi. Tôi đây thôi mà. Thằng ấy chạy vào khói rồi. Đâu mình cũng có chứ đi mẹ. Luôn. Rồi chạy. Thầy già, bị tao bắn trúng rồi đó mà. Không còn mẹ nữa chứ. Đừng bắn tao nữa mà, tao đang nảy mày đó mà. Đằng sau này nhau rồi. Chạy đi, đang ném bom, chạy đi ném bom, đằng sau. Thật sự là đẹp quá đi. Còn mẹ nữa chứ. Đằng sau đó. Nó kìa, trước mặt kìa ông xuống. Trước mặt kìa, bắn nó đi. Bên góc
đè, cái đè đúng rồi, góc đó 165 á, ông số 4 này 165 165 phải không? Đây, đây, đây. Ok, ok, để tôi cầm nè. Ông ra đi, đứng lên được. Ông hai đâu, cái hồi chở số 4 này, cứ xong đây đi. Ngay tôi có một đồ tiết nè, bắn xong rồi lấy, ốp lấy đủ đồ tiết nè. Đó, đó đó. Đó nó kìa, nó kìa. Đấy, 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 ngay khúc kinh. Nó kìa. Ây da. Trời ơi. Con xoài đâu đó hả? Đừng để nó bắn hết đó mà. Kìa nó kìa, xoài. Xoài nó solo rồi. Thầy già. Thầy quá xoài ơi. Tôi thật sự không ngờ đó mà. Người biết cái này hả? Mấy ông này bắn không ta? Alo. 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 Ai già này à? Lấy cái mảnh kia thì được. Lấy cái Này ông này bắn với tao này. Ông về cuối cùng đúng không? Tôi ông về cuối cùng rồi đúng không? Đây cấp 1 này. Welcome to pub. Welcome to Wuntak. We will be taking off soon. Be prepared. Làm một trận nó phải đi nấu ăn nữa đấy. Chung nha. Con đã lết nhiều nhà lắm. Nhiều nhà khó nút lắm. Chung mà đông người nè, vui vẻ nè. Follow, follow, follow thứ ba đi. Chấm đi ông ơi. Bạn gì ơi. Ba thằng mày máy tính đúng không? Thì ông số 1 máy tính đúng không? Ông số 1. Ây da, đúng rồi đó mà. Ây da, tao bắn điện thoại đó mà. Ây da, vậy chúc ông may mắn đó mà. Ừ. Bắn điện thoại mà, gắn mấy thằng máy tính không mà. Ây, vậy là gắn gì hả? Cầm súng lên và thể hiện đi. Thật sự là gà lắm.
Tôi mới tập bắn thôi. Lát bắn luôn. Có thể nào chia nhau ra mà lụm đồ hay không? Cần chung đầu. Tại vì các ông không unfollow đó. Hay da, tại sao phải đi chung như vậy đó hả? Mình đâu có đến nỗi mà thân thiết như vậy đâu. Tại sao lúc tôi xuống mấy ông không unfollow? Hay da, Nai à, tôi có thể nào theo Nai không đó hả? Nai thật là khó. Đó chứ. Ủa điệp mèo ơi. Ôi chuyện gì thế hả? Thằng nào đã làm anh hai bậc lâu nó mốt địt mẹ mày giật cả mình địt mẹ mày nó mốt luôn địt mẹ em ê bắn cho nó nát sọ đi hả, bắn cho ráo nước nó đi không cho nó đẻ con. Ôi địt mẹ mày mua ba các kiểu nát bê bết rồi. Ừ, hai bóng mạnh tay như vậy đó hả, không có chỉ có thể nào đấm nó để nhặt đồ không, bắn thì vỡ sọ vậy địt mẹ bắn hết sốt mà địt mẹ mất mũ ba mày. Cái shot thì... Hả? Ai biết được nó là boss? Vịt mẹ mày thấy từ người vịt mẹ mày. Cua. Hai thằng. Lôn kìa. Hai thằng nhà. Thôi vịt mẹ mày tao xa vãi luôn. Hai thằng. Happy go. Ông số mấy? Hai thằng ở đây ngay nhà là số 1 nè. Úi, tôi bắn. Vịt mẹ cố lên số 4, vịt mẹ mày cố lên số 4, vịt mẹ mày. Tao lái xe tao quay lại ngay. Vịt mẹ mày số 1 ơi. Ê, nó còn một hay quá, hay quá, số 1 ơi, để mày cứu bạn đi. Nó còn một thằng nữa đó mà. Cứu bạn đi, tao quay lại ngay. Hay quá, địt mày, mày cứu bạn đi không bạn chết. Bây giờ có thể nó cứu tôi không đó hả, nó đứng bên cạnh tôi, nó bắn. Đây, 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 đây. Hèn quá, thật là mày đúng rồi. Sống rồi, sống rồi, sống rồi. Không, mẹ nó không có máu đâu, địt mẹ, đồ. Làm tao phi xe, địt mẹ mày như một vị thần. Mày quay lại cuối cùng đéo con các gì. Quay lại địt mẹ mày, anh em xử lý xong mẹ rồi. Thế là nó còn hai thằng nữa mà. Còn hai thằng nữa đó mà. Hả? Gì? Đâu đâu? Cô đi làm rồi. Nó còn hai thằng nữa. Làm gì? Cẩn thận nó bắn cái pháo nữa. Gì? Lấy tiền hả? Ừ. 200 mà, để tí tao vô tao lấy, tao đang bắn rồi. Bây giờ mấy ông lót đồ như vậy, tí tôi lót bằng cái gì đó hả? Không có mẹ gì đâu nữa đâu mà lót. Quê nhà mình là con boss hay con gì? Đoán xem. Bố lão xuống một giết thủ gì. Mày già nó đâu đó mà. Anh em gần. Ôi, chân nó mà cũng ở đâu rồi nha. Người đấy. Người đấy, đây này, đây này. Ở trong đây đó mà. Quá. Boss không? Tôi không biết đâu. Mày ngồi mày canh cái con mẹ dễ người chứ không phải bắt đầu. Vậy là nó còn tiếp. Mà. Nó còn tiếp á. Nó còn một thằng nữa đó mà. Nhanh đi vào bò. Ôi đéo có xanh. Máu đéo có đồ luôn đó mà. Thầy thầy già anh hai à, đừng đi theo tôi đó mà, cho tôi kiếm đồ tí đi. Thằng nào lấy băng đạn mở rộng không? Có đấy, nó bắn ở đâu cần. Vậy thật sự ông nào có đạn cho tôi đạn luôn đi, tôi không cần băng đạn đâu. Đạn còn mẹ không có băng đạn làm con mẹ gì đó hả? Ừ. Đạn luôn gì phải đặt đéo ở đây giờ. Mẹ biết thế nãy. Biết thế nãy tao chở một thằng lên đây thì mẹ mày trên tao nhiều đồ vãi lộn á. Ngày già. Tại sao tao nút ai mới nói đó hả? Biết thế. Cái này có thể nói. Mình tao nút đéo hết luôn mà. Cái này có thể nó quay lại đón anh em không đó hả? Mình là bạn đâu mà. Phải nổi đó mà. Tao phải nút mấy nhà to để lại mấy nhà nhỏ. Bằng đạn, bằng đạn thiếu mấy cái, thiếu mấy cái. Tao biết đường tao nút nè. Tao có một cái đâu, tao chỉ cần một cái đâu. Cái ông kia cần không? Cần chứ sao không cần đó hả?
rất là cần luôn. Máu gì không? Tao lập được nhiều máu á. Thì có đằng xanh cho luôn đằng xanh gì đó. Lấy ta 3 medkit. Thôi anh hai ạ, anh hai có gì cho hết anh em đi. Anh hai làm shipper luôn đi. Giáp 3 các kiểu. Mang 3 giáp 3 đi. Má giáp 3 mà thì mẹ bỏ được ba lô dùng dần chắc thì mẹ tao giàu luôn á. Anh hai pen đi, tôi lên tới anh hai bây giờ. Cái gì để nghèo quá đi. Hai chiếc bát nhặt vậy. Yeah, số 1 lên tới chỗ tao rồi nè. Ừ, lên chứ. Nghe anh Hải khen như vậy tại sao không lên hả? Thật sự mèo thấy cái Japan nào đó mà. Lồn Duy lên tới rồi còn đâu. Giáp 3 ở cái nhà chấm này. Đó, chấm xanh đấy. Được mày ơi, mày gần tam, mày gần nhau. Gần mà. Điều có đạn xanh. Mày đều có đạn xanh. Cần lắm. Đạn xanh ra chỗ ta cho này. Yeah. Bạt hơi à? Còn... Bạt hơi á. Chú lấy tạm cái bạt này đi. À, cứ dơ ra đi, nắng mà. Tao chỉ thiếu đít mẹ mày súng ngắm thôi, súng ngắm thôi như bùi ấy. Cầm mini này bắn ai? Mini bắn ngon lắm không? Có còn lại không ạ? À địt mẹ mẹ té. Lên đây lượm đạn xanh nè. Ok, ăn lên này. Lên chỗ tao lượm đạn xanh rồi lấy băng đạn luôn nhé. Tao vứt hết băng đạn ra luôn á. Băng đạn xịn luôn á. Chúng mày là có hả? Ừ, đi chân cái nhà đá. Đây nè, bên này nè. Đây mày cả đống, mày đổi súng nữa, lấy đạn nữa, bên này nè. Đây. Lượm đi. Nhà 2 tầng dưới này mày lượm chưa? Sao? Chưa. Phải mày chắc không đấy? Bố mày xuống mà thịt mẹ mày đều có đồ mà mày lồn rồi bố mày. Hai thằng ấy kia còn đâu ở dưới nữa thì tao nhặt rồi. I got supplies. Trong dạng thanh ai rồi. Mẹ đều có cái lồn vùi. Lượm đi ông ơi, thịt mẹ mày giảm thanh lượm đi. Xong nói mình hay già mình ngoài bo đó mà bo đang bóp đó mình thật sự là xui xẻo quá đi. Thôi đi thôi bo tới rồi. Xe ở đâu nhỉ? Xe ở đâu dưới đây này? Trước mặt kéo rồi có xe đường đây. Để xe lấy đi em. Địt mẹ xe lồn này. Địt mẹ thanh niên số 4. Địt mẹ bay tít ở trong kia rồi. Hay giờ bò bóp nhanh ở đây. Qua trở lại ông số 1 đi. Tao chạy trước à. Chạy bộ chưa. Chip pad. Chip pad là cái gì đó hả? Có rồi. Không một đi đâu.
đuôi đuôi đuôi, đuôi của đuôi của ấy, đuôi của M24 với K98 ấy. Toàn kiểu đó mà. Cái S cũng cần vậy. Thằng đi. Hay da, hay da, hay da, hay da. Anh hai à, anh hai sẽ rượu sao lấy xe kỳ vậy đó. Nào lấy post không? Tao dư 2 bình này. Thầy già đó. Vâng. Thỏ đầu ra, là dập dòm phát. Bớt không? Quy thịt mẹ gì thì mẹ đổi kìa. Đổi tao khẩu ca có được không? Mẹ hai bọn mày cầm ca hấp dẫn vậy. Ây da, quan trọng phải đánh chai đó mà. Đi đi, anh làm con mẹ gì ở đây đó hả? Ít mẹ thằng lồn nó không có ca vậy. Ây da, quan trọng phải đánh chai đó mà. Phải đẹp chai với có ca. Lúc đầu tao cũng không tính nhạc đâu, xong rồi tao... Tuyệt mẹ thằng lồn này cũng có ca nè. Thầy già... Lồn! Chỉ có ông là bắn mini thôi đó mà. Sở thích hay là đam mê đó hả? Anh hai mày à... Tao bắn SKS mày. À hay già, tại sao anh hai lại thích SKS như vậy đó hả? Tuyệt mẹ... Lồn đi lên thích. Địt mẹ mày kiếm thích. Địt mẹ nó. Chị ốp à? Ở đây còn ô. Có xe này, có xe này, đi đi chậm, đi chậm. Nó bắn mình kìa. Có mình nó à. Dừng đi Duy, dừng, dừng, dừng. Lồn Duy phản ứng chậm vẫn lồn, nó đi mẹ rồi. Đi đâu? Đi nào? Hay già đi đâu mà mẹ nó chạy rồi. Lên xe đi. Trời lấy xe ơi. Đi. Trời chết mẹ đi. Lên. Ừ, chồng lồn Duy địt mẹ dừng đéo dừng cặc. Chạy tới đâu rồi? Thầy già dạ, lên xe chạy ra khỏi. Nổ chết mẹ bây giờ. Mẹ không có nhà. Nổ thấy mẹ bây giờ. Lên đi. Về trả tiền hả? Lấy điện thoại gọi đi. Hả? Nổ chết không được, bây giờ nhanh đi. Anh hai à, em đéo muốn chết ở đây đâu. Không 36. Bây giờ tại sao có anh hai đâu? Mày mấy thằng lồn nó chạy đâu mất rồi? Đây đây có xe nhưng mà đéo người đó mà. Thôi vô đây nhặt đồ đây. Ấy có người. Đơn gì? Nhặt cái bé đi, vô bo đi. 36. 74. Anh trả về nhà anh đi em. Cho anh trả tiền này. Thằng gì có người. Em số trả tiền. Nhặt cái đầu bùi. Để đăng nha anh nè. Có thì đẩy thì đẩy đi. Để đăng đâu. Để anh chạy về nhà đi về. Xuống đây trả tiền nè. Để ông thấy nó. Rồi báo cho nó dừng. Nó đuổi nhau. Đi. Nó có nó đi. Cái cà đô còn nguyên đồ. Mẹ mẹ. Gần bo mà, tranh thủ đi lóc đi. Còn lồ nó địt mẹ nó nút đồ ở đây rồi. Mở cửa này. Còn gì đồ thấy đầy nè. Lồ địt mẹ. Tại lần rồi địt mẹ vứt cả mẹ này. Mở cửa bót mở, địt mẹ có người kìa, nhà 5 tầng. Cái S đâu ra? Trong cái nhà đỏ ấy. Không phải cái nhà đỏ mà cái nhà xanh á, cái nhà 5 tầng á. Con mẹ nó chứ, nó ở đầu nó bắn gì đó hả? Nghe ngọt vậy. Nhà 5 tầng á. Đầy đàn công qua đây. Tao đang khều nó này, trên nóc á có một thằng mũ ba. Ôi già, ở đây khác điều quá đó mà. Thầy già 4-5 cái xác luôn. Đẩy đi, đẩy đi.
đang tìm ở đây. Còn mẹ này chứ nó đâu. Trên nóc á. Cái gì trên nóc thì tôi đứng dưới sao tôi bắn được đó. Lên thôi. Bây giờ trước sau nó chạy chạy bo. Thấy mẹ nó với tôi. Rồi nó dính bo rồi. Bo thôi. Nó dính bo rồi mà ngồi đây cam ở đây. Rồi nó chạy ra kìa. Thấy mẹ nó rồi. Nó chạy ra rồi. Con mẹ mày. Rồi sao? Ai cho mày chạy đó hả? Đừng chứ nó mới cam mày chạy con mẹ mày chứ. Thay ra đồ thật là nhiều. Đâu vậy? Nó có cốp 6 luôn nè, SKS cốp 6 nè. Giảm thanh nè, ấy giảm cho tao cái cốp 6 đi. Hay già dạ, đây thật là nhiều đó mà. Không có thể nào qua tự động lấy không. Cô băng đạn xịn nè, không lấy không. Thôi chạy bỏ đi. Mũ kìa. Lượm mũ đi Duy. Ây SKS đó mà. Mũ hư rồi. Hay già dạ, số 4. Điệt mẹ mày mũ đấy chắc xài còn ngon hơn á. Ông đẹp trai quá đi. Tại sao ông chạy đâu đó hả? Lộn số 4 chỉ biết chạy bo thôi mày. Bad bo mẹ rồi. Thật sự trong đời đéo ngờ trong đội lại có người như vậy đó mà. Hay dạ. Bạn ấy là vui tỉnh quá đi. Sợ đó. Con mẹ nó chứ. Máu rút thật là nhanh đó mà. Mẹ em mày hết xăng. Ông quay ra ông đón hai ông kia đi. Chạy vô bo trong luôn nha. Bơm màu đó. Ô, có người trên đồi, có người trên đồi, có người trên đồi. Ghê quá. Kia đi đâu, ông số 1 đâu? Đây đây. Số 1 đi không? Đi chứ. Thằng cam thằng trên đồi nè. Ừ, xuống xe trên đồi à. Ừ. Đúng, uống máu này nha. Từ từ, uống máu nha, từ từ. Rồi, ok. Đi. Nhanh đi. Nhanh rồi mà. Cứ chạy đi. Nó trên đồi nó cam mình thấy mẹ đây. Đây là đường gần bo nhất. Rồi chạy thẳng vô cho bo trong luôn thôi. Vô bo trong luôn cam đó. Thầy già anh hai à. Cái này sẽ được sao? 332. Nó kia nữa. Hai thằng. Dừng chơi chết mẹ nó. Cua phải Duy, cua phải. Cua phải đi. Bắt cả lồn rừng thì mẹ mày chỗ khó thế. Đây đây đây. Rồi ông đứng xe đó nó khó và khỏi bắn luôn. Ông chạy tới tí, cái xe chạy tới tí coi. Có xe chạy tới tí. Nhanh lên mẹ bắn cho ông chết bây giờ. Mẹ mày tao đổi góc. Không này ông đổ xe. Đâu rồi? Vào đây. Quả lồn nó sấy mà 16 mà nốc luôn kìa. Đổi có thằng. Một thằng đổi có phải đây này. Cái liền kìa. Cái gì đó hả? Mấy ông có thể không ơi được mạng nó đâu vậy? Ôi đi. Ui. Thôi rồi xong. Thấy ghê vậy. Ông kia đậu xe chán vãi ra. Không có góc mà bắn luôn á. Chạy tới tí chứ. Thì cũng lùi lại để dính ngay cái đó. Tạo lại. Hôm nay ông bắn nha, tôi bận xíu nha. Tôi làm xíu nữa.
Welcome to PUBG Mobile. Chạy được. Tha tao mà. We will be taking off soon. Be prepared. Tao đừng tao đừng tao đừng tao. Đấy, nhà qua. Kéo chết luôn kìa. À, đây là. Mày lấy sao điện thần đấy. Chúng cho tao chết đầu à, trời đâu. Có 2 3 tem nha. Đi cũng vậy, tao mày. Quả đám lông, tao mày đâu. Ngoài. Đi. Còn đi chờ nữa. Lông thì phải bắn phê. Đấy, mình phải đóng lực cần vào đấy. Mày chỉ cần làm cần vét nó không chạm được người tao được. Thế nó cứ chung với tao thì được. Clear một tem rồi nha. Tại sao mà cặp vét vậy? Sau rồi, sau rồi. Sau lại. Sau rồi. Sau rồi. Sau rồi. Ok. Một thời rồi. Lên. Học. Lên, lên, lên. Này. Sao bó rồi. Nó bên này là tao, nó bên này là tao. Nó bên này là mấy ông ơi. Rồi, xuống rồi, xuống rồi, xuống rồi, xuống rồi, cái này. Không chơi game được. Tao được chơi game đéo rồi. Em xét tao vào, chúc tao vào.
hai ba thằng luôn, phải cắt đông cả. À, xong. Welcome to PUBG Mobile. We will be taking off soon. Be prepared. Tem cũng trước bằng 2 tem, 3 tem. Hơi đông tí nha, 3 tem nha.
cái gì mà kêu ghê vậy mấy ông? Số 3. Cái gì mà kêu ồn vãi đó. Số 3 tắt mic đi. Tắt mic của ông luôn rồi, tắt loa của ông. Giọng mở không nghe đâu. Không tự tắt đi. Quên lộn. Một luôn cái game. Tìm đâu, tìm nó đâu, giết thôi. Còn thằng đằng trước á, một thằng trước nha. Được chưa? À rồi, ok. Gì mà ông lóc đồ nhiệt tình vậy ông? Phải kích lóc đồ nhiệt tình vãi ra. Mà nó bằng 2 thính ở góc kìa. 220 kìa. 220, 2 thính. Alo alo, ông ơi. Alo alo alo, fan ơi, fan ơi. Công qua fan ơi. Bắn thính kìa. Quái con này sao lơ 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 hết cả. Bên đồi nó bắn kìa. Alo alo. Alo alo. Bằng hai thính kìa, cam rồi. Phải kích cái tem.
đi clear rồi. Đó chứ nữa. Bắn đâu rồi? Đâu á, dòng thanh AR đâu á? Đấy, tem đi chơi mà không thấy nói chuyện như thế này. À, có người, có người. Boss, giết cái mẹ luôn boss. Mít đi vãi luôn, mới bị mất mít, mới thoát tay vô lại, nghe chưa ông ơi? Nghe rồi, nghe rồi, nghe rồi, nghe rồi. Lạ quá, bị mất mít. Bo 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 bo. Đéo có cái sai lầm hay cầm ve gì ta? Cốp lớn hơn tôi cái tôi bắn mini cái. Dạ bắn cái đó. Smile.
Để lò nghe trước bình máu nào. Đéo hết tin được luôn á. Đây lóc hết rồi sao mà không thấy gì luôn đó. Lóc hết rồi. Chúng mắng thính 300. Xa lắm. Mà trước sau thì cũng phải chạy vô bo mà. Chạy vô bo đấy. Đi tự vô bo thôi. Đi chuyển vô bo này. Nè tới thành phố biển nè. Thẳng thành phố biển nè. Đấy. Cứu số 3. Cái gì vậy? Bị nó bắn, nó bị gì? Gạt luôn rồi. Phải. Nó ở đâu quá? Trong nhà sao? Đó nè. Đây là nó ngoài nè. Enemies ahead. Ngoài ok, ngoài nha, xa hơn nữa. Đó, tôi bên hung tới á. Ngoài đồi á. Địt ma nổ luôn. Ngoài đồi nha, ngoài đồi nha. Ngoài đồi á. Đẩy vô đó. Nó đâu ta? Đẩy vô rồi, thấy chạy vô rồi. Đẩy vô đâu rồi? Ngay bức tường, ngay bức tường. Ông pin vị trí đấy, đẩy bức tường nhé. Đủ má rồi. Vai xuống bom rồi, không là cứu vai xuống bom anh. Tôi cứu cứu cái chung bom mất rồi. Chúng nó nổ nè. Nè nó, tôi thấy nó rồi, thấy rồi. Nó trước mặt nè, nó xuống, bắn luôn. Bắn nó kìa, trước mặt kìa, bốn. Cứu cứu đã, cứu đã, cứu đã. Rồng nè. Cứu cái, cứu cái. Cứu đi, cứu đi. Cứu cái, cứu cái. Lấy rồng thiệt chứ. Đi, chạy ra tôi cứu. Đem đi đồ cặt. Đứng lóc đồ tình bơ. Rồi đâu kịp rồi. Quá đồng đội thiệt chứ. À, số 4 nó thề tí nữa thì mẹ chết mẹ mày đi. Tao cứu tao chết liền luôn á số 4 à. Chạy đây vô bo đây. Hết máu bơm rồi. Quá là 500 mấy mét. Cháu máu bơm đi ghê chứ. Thank you.
Cái ngồi khóc kìa. Có xe lên đồi. Chưa để vô bò không đi tiếp. Xe vô bò rồi. Má hạch mấy mét nữa. Cái ghê gì không? À đi thuyền đi thuyền. Bồ đào vậy luôn. Quá quá lùn mày em mày. Chạy tới bờ bị bắn chết luôn rồi. Nó ở bên cái xung đồi bên kia chỗ tàu ở bên. Hai thằng. Enemies ahead. Trời đưa bơm máu vậy. Bo nhỏ rồi. Bo 3 mét. Má bo này mà con. Đấy. Ở đây một đống luôn. Ê, chuyển đi, chuyển đi. Con cạc chạy trước. Đéo. Hai tem bên đây á. Ông nào chạy xe đây rước cái đi. Rước. Rước được không? Hả? Chạy đi. Coi như là hai bắn ấy, hai bắn với em thì nó thôi, còn số 4 thì là đéo nói chuyện rồi. Ngồi tắt kiểu. Mấy trên đôi nó cam vãi cắt. Thềm quá. Má à, trên đôi nó cam. Nó chết đồi nha ông ơi, nó chết đồi nha, cẩn thận nha. Chết đồi góc 15 á. Bên kia có rồi kìa, bên kia bờ. Bên kia xong. Thấy rồi. Bơi. Bơi dưới hồ mà.
với mẹ và với tao. Hai tao lúc vãi cặc rồi, xong ăn lùn. Bơi lên chưa? Nó một thằng đang bơi, bây giờ hai thằng cam tôi. Ném quả smart xuống đâu vậy? Lùn quá. Ném quả smart. Từ từ. Nó đang bắn tôi thịt 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 ở đâu rồi? Bây giờ đây nó trên bên bờ bên này này, góc 25 nè. Đấy, đó đó. Ôi rồi xong. Lùn quá. Không phải ném smart. Bên kia bắn qua nữa. Đúng rồi. Ăn lồn rồi, thôi chết rồi. Cái thằng số 4 là địch mẹ hết thuốc chữa rồi, đâu thì thôi chết rồi, đứng đây chết đây, đứng đây chết đây. Chịu thôi chứ sao. Thằng số 4 này tí ra thì bọt cái mẹ đi. 7 cái mạng. Số 4 này ông chó phải gặt ra. Ôi địch mẹ cho nó nè. Quá đơn giản. Ăn lên. Ao đi ao, ao mẹ đi. Chơi bà đế đi. Ấu lên nè. Mini của mình nó bắn á. Mini mình có dầm thanh mà đâu phải thằng này phải. Mẹ giờ nên cầm bom nữa nhìn ốc chó kìa. Thì mẹ cam vô cái cầm bom mà chết.
kìa, sau tường á, mình đi trái bên cạnh ông luôn á, mọi đông nghe. Welcome to PUBG Mobile. Thank you.
We will be taking off soon. Be prepared. Mày cạn đi mày anh ơi. Mày Pochiki đi bắn cái sướng. Nghe là bắn cạn được. Pochiki đông lắm, bắn sướng hơn chứ. Đây về sớm à. À đi cưới nữa. Rồi rồi. Quan sát xung quanh đây, quan sát đây này, bảo là qua đó an toàn á, không chết được đâu. Qua phần kia này có đông người chết. Thật đi, bọn ông qua đéo đâu, tôi có một mình để chết à? Điên à? Quanh đây thôi. Lồn nó mini rồi. Bắn kinh vải ra. Vải ra. Cho ba thế này này. Đánh thương hay đánh hạng này? Thịt nhầm thương là. Vừa cái lợp á. Đấy, sao mới kết đổ lại ấy. Thì ơi, xong rồi lên rồi đầu ấy. Mà tôi bằng hết trận đâu, bình tĩnh, bình to. Đủ mà ở đâu ta? Bắn xung quanh nhà luôn á, đéo biết bắn vị trí nào luôn á. Ở trên cái nhà đối diện đó, chưa hai, cái nhà đối diện đó. Đấy, tưởng nửa ai. À, mình đi lắm thế. Sao mà cốp đầy thế này, bốn quá trời luôn. Đâu á? Tưởng ạ.
320. Ông pin vị trí cái. Enemies ahead. Ở trong nhà đó à? Ở đó vô. Nhớ cái đó rồi. Đéo có scan lờ, đéo có gì luôn cái ghê. Nhỏ thế. Enemies ahead. Nó còn đó không? Chạy đâu? Phun kỳ sao này, mẹ bắn thế ta? Mấy tem xuống mà đâu hết clear hết mẹ này. Ba đây chứ nó lúc trong nhà nhiều quá. Chỗ này là trong. Cái cậu nó chạy đi hết rồi. Quả cam nè, nó đâu góc 60 nè. Chỗ ông ấy đó. Nghe tiếng súng rồi ta. Ở đâu á? Hướng 15 á. Tôi không thấy nó chứ. Nó ra ngoài đồng cỏ rồi. Nó chạy. Đấy, cái nhà màu xanh nhỏ nhỏ kìa. Hướng 350 đấy, chạy qua 350 rồi. Đây gần số 1 á, Tôi đang tìm đấy. Hai thằng phải cắt. Còn thằng nữa. Cho hai. Đấy còn một thằng đó gần đó luôn sau cái nhà kia. Bắn đi cho hai. Sau cái nhà mà chết. Một thằng chết. Hai quá. Hai chết. Trong bữa cho bình máu vậy, tôi bình máu rồi. Máu bên tôi có nè.
Rồi có bị vậy rồi. Âm thanh ấy giảm giật AR này, AR này. Đồng ấn tia. Cục 4. Xem trong bo. Âm em có thử scope đâu không? Hả? Có thử scope nào không? Không, có cấp 4 này. Cấp 4 thì nhiều lắm nhưng mà cấp 6, cấp 8 thì không thấy thôi. Cho tôi cái cấp 4 cũng được, ai cầm của tôi vậy? Đây. Ông nó lầm cho mà ông bé tôi chạy qua đây mất rồi. I got supplies. Đây cấp 6 ở đâu á? Cho tôi coi, tôi bắn mini coi. Đang bắn mini mà không có cấp 6. Clear vào không ta? Thanh kiểu. Rồi tôi cầm cho ông cấp 4 luôn nè. Thính à? Coi thính ở chỗ nào đi cam chỗ đó. Thính. Này nó bên này. Ông bên này. Ông nào cam thính canh thính nha. Để tôi lấy xe nha. Ôi. Thính trước mặt luôn kìa, 230 kìa. Không đâu nữa. À ông kia bắn mà. Rồi. Thính. Mày có xe không? Mày có xe không? Đâu bóc nhiều vậy. Xe ở bên góc kìa ông số 3 lấy luôn đi. Ông lấy xe qua đây tôi bắn tính bồi mày ông ăn này. Tôi một mình vừa bắn chùa đến cơ vậy ra đây. Đó ông ăn đi. Lên đồi ăn. Đủ mà đâu mà ngon rồi mày không? Tôi kiếm người tôi phun đồ cấp 3 rồi. Tôi phun đồ cấp 3 rồi, ra đây ăn đi. Kiếm người để giết thì không có, mấy ổng thì boss đây hết rồi. Thơm thế. Tôi cách ông có bao nhiêu mét đâu mà ông có xe mà ông chạy qua đây luôn. Đây này. Thế tôi có ý tôi là bọn ông qua đây mà ăn thính ý. Tôi vừa bắn thính. À bắn rồi cái gì? Ừ qua đây mà ăn thôi. Sao lại cặc ra? Cẩn thận nó cam nha. Qua đây xong lên đồi ăn thính mặc định tiếp này. Bắn luôn hai súng thính này, tôi đang bắn một quả đang rơi rồi ấy, còn quả nữa này. Bắn luôn đi, bắn nó đi. Tôi xin cố 4 đi. Đây đây, cố 4 đây, qua đây. Ủa, xe của ai mới chạy tới vậy? Rồi ok. Có băng đạn mở rộng luôn nè. Nếu mà có ốp thì cho tôi xin ốp nhé, ông nhặt đồ cấp 3 đi. Ốp nè. Ốp này ra lấy ốp đi, dùng ốp á, dùng ốp trước á. Bắn rồi, cho tôi xin nào. Nè, cái thai nè, ấy bốn nè. Đó luôn, cái sáu nè, cái sáu nè. Băng đạn mở rộng nè. Cái bốn nè. Ông tên gì nhỉ? Số 2 à? Nè, số 1 nè. Đây nè. Cái sáu với bốn với băng đạn mở rộng đó. Mà K14 mà xong bắn. Rồi. Ông nhà đấy của đây tôi cầm ít tàu. Xe tới đâu rồi? Đúng rồi. Thính đâu rồi? Sau nhà kho. Thính trên lầu à? Rồi ok. Hương ơi. Bọn nó sau nhà kho ấy. Thank you.
Long một, long một. Long một, long một. Còn một thằng ở hướng công bảo rồi, công bảo lốc 1 rồi. Rồi ok. Đố đồ cỏ, lấy đồ cỏ đi. Còn thằng ở đâu, còn đâu? Bố nhặt cái thính kia chưa? Rồi. Có đủ má sao cái. À rồi, nhặt khoai không được. Vãi cứt. Bộ đồ ngụy trang với ông lấy, không lấy tôi lấy luôn. Ủa sao nó còn mà sao đâu ta? Sao có một thằng à ta? Chắc một thằng đến đấy. Có địch một thằng sao liều thế ta? Chắc bí quá nó làm liều cái gì? Đâu nó có đồ thính đâu mà. Ừ, vậy là sao vậy đại. Thôi mình đem cam cam thôi. Mình cam. Lên cái đồi trước bạn không? Đây, lên đồi này, này. Bạn xuống dưới đi. Đi không? Đấy. Tại đây cam nó trống hơn. Có bắn đàn mở rồng không? Mở rồng xuống trường. Nãy mới vứt ra ở đống đồ kia hết rồi. Mà đều có ốp, đều có dẫn thành cho ốp nè. Rồi bó mới bó rồi. Di chuyển đi, di chuyển đi. Hay là canh bò. Thôi vào bò đi, tìm vào bò tham kia lấy xe đi. Vào bò đi, thì tìm xe chứ xe đâu ông. Bây giờ hai ông có xe không, chạy đi tìm coi xe coi. Ơ, ừ, để xe sau nhà kho ấy, xe của thằng địch ấy. Để tôi quay lại lời cho. Rồi ok. Có xe máy cày nào lấy không? Chạy được không? Thính. Dán tập 1 nha. Dán giờ 2 cái tập 1 đó. Em mình giàu vậy mà không tập 1 được là hơi phí á. Anh lấy xe đi, xong rồi vô thính kìa, thính kìa. Thính kìa, thính kìa. Cam thính nè, cam thính ông ơi. Cam thính luôn. Rồi rồi. Rồi nhanh hai ông kia chạy qua thính luôn. Thính kìa. Ui. Chạy qua thính luôn nha. Cam thính luôn. Chạy né ném cái nhà ra trong trong cái camera. Bên kia có thính kìa. Không biết chắc lấy rồi. Lên đồi rồi đẹp luôn. Ủa hơi xa quá. Thính này chắc mấy trăm mét đó. Ngàn mét thôi. Né ném cái nhà ra. Để qua bên này tí. Có người kìa, có người kìa, có người kìa. Có người tưởng tao đập lưng kìa. Ôi, ông này chạy kiểu này thôi, xong rồi.
đến nhà trong nhà con nha. À, số 2 cứu tôi anh, số 2 cứu bắn. Ông ơi, tôi chết rồi. Ở đâu đây? Đâu đây? Ở đâu? Đằng sau có nhá, đằng sau ấy, đằng sau số 1. Đằng sau nhà ấy. Tôi thấy. Cháu thấy đâu luôn á. Ôi địch mày. Thằng trong nhà giết chưa? Lên nhà đi, lên nhà đi. Bọn nó ở rìa dốc ấy. Ơi nó mang ốp kìa, nó mang ốp kìa. Tầm 230. Nhà bên cạnh có một thằng chết chưa? Cái nhà số 1 đang ở ấy. Có thằng chết trên. Mà có thằng bắn ốp mà chưa thấy đến đâu này. Ở đây này. Blow 3 đồ tùm lum này. Đâu đâu? À khỏi lẻ mết ông ơi, tôi trên nhà rồi mà. Nó trên núi kìa, trên đồi á. Thấy rồi, thấy rồi. Ôi địch mẹ rồi. Cứu, 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 cứu. Xoay, xoay. Ném cho quả smot cứu cái. Xoay ơi. Ném quả smot cứu đây, nó trên đồi á. Nó trên đồi có cây á. Không ném smot cứu lắm. 30. Từ góc tôi là 30. Ấy ông đứng đó nó bắn chết chưa? Chạy vô đây. Nó trên đó, trên 30 mà. Chó chết. Đó, trên góc 30 nha, để dưới dốc này. À. Đó, đó thấy chưa? Ôi, dưới dốc. Đằng sau, đằng cạnh nhà vệ sinh ông ơi, cạnh nhà vệ sinh, cạnh nhà vệ sinh. Đằng sau nha, hơi đông nha. Thằng ơi, nó quay lại nè. Chưa. Yeah. Đi sao đi? Đi gì? Đi cục đi kì. Còn có nick à? Anh đặng à? Nick tạo có người chơi ở đây. Anh có bật vào đây. Ê. Ở đâu đây? Ở đâu đây? Ôi, địch mẹ nó bắn. Ôi. Lồn nó khúc. Địch mẹ nó. Nó đâu rồi? Phía dưới nè. Trước mặt tôi nè. 110 trước mặt tôi nè. Đó, ném bom. Đúng chưa? Trước mặt á. Tôi đang bắn, tôi đang bắn đấy. Cháu thấy nó luôn á. Nào. Không pin vị trí cho tôi á. Đuổi tôi ra. Phải bóng mà ghét thế thì phải rõ ràng phải thoát đi mẹ mày. Vãi lột cái này, địt mẹ văn vãi lột. Thôi để tôi nói đã. Hôm trước địt mẹ vừa kêu bị hack leak xong rồi nó thoát hết ra khỏi nhóm. Hôm nay lại thằng nào đuổi. Anh cả lột. Ôi kệ nó là buổi. Chơi buổi đéo gì với nó. Rồi ăn lột. Không, nó bên cái xe tải kìa, xe tải kìa. Xe tải hư á. Ném cái smoke xuống á. Nó bên xe tải á. Má thằng lột nó di chuyển liên tục á. Bên xe tải đó. Chủ cây vàng vàng á. Chó chết rồi. Nó chơi mình nãy giờ. Bọn đi xe vào đây. Đấy, xe tải á. Yếu yếu ơi, đang hồi máu. Chạy dưới dốc bên phải rồi, không phải ở xe nữa, chạy rồi. Có một thằng à, mình nó à. Nó đấy. Bơ ông chạy ra ngoài bọn trên đồ là bắn đâu, kéo chạy được ý. Ở nó ngoài bao rồi, nó ngoài bao rồi. Không chưa? Chết chưa? Có thấy đâu. Giảm thanh AR này, có giảm thanh AR này.
Ông có lấy giảm thanh ra rồi không? Có để tôi này. Đây đây tôi nè. Tôi cần một cái giáp thôi. Tôi vừa nó bắn bể giáp hết rồi. Đây này AR này có ông lấy không? Ông số máy, ông nào lấy số máy luôn. Cái thằng mà lúc này mới bắn chết nó nằm đâu á? Thôi chuyển vào bo đi. Chuyển vào bo đi. Để trong đi. X6 AR có ông nào lấy không? Ông vào bo đi ông ơi, lút thế. Ôi mẹ, con lồ nó bắn kìa. Hai thằng ở trên đồi kia lúc nãy vẫn chưa chết đúng không ta? Và mình đem cam đây này, mình chưa đồi nè. Mình đây đỉnh đồi đẹp nè. Đây đây đây. Ông Sushi là số 2 và ông số 2 về đây. Rồi mình đây. Đừng để hở trái á. X6 nè. Giảm thanh nè, đó. Ôi địch mẹ nó bắn. Ôi nó trên núi thấy rồi, trên núi. Xe tới luôn. Phải cắt. Bắn hồ đi. Đi xuống núi nữa chứ, phải chặt. Rồi còn thằng đi núi rồi, còn mấy thằng đi núi rồi. Rồi chết rồi, cứu đi. Đeo kìa. Có đụng măng xuống đá không ta? Rồi một thằng. À, nó ở vị trí này nè, mấy ông thấy chưa? Enemies ahead. Nó còn có hai thằng. Còn một thằng hướng 230 kìa. À, hướng 350 kìa. 350 hả? Gần chỗ cái xác của tôi đó. Ông chết rồi. À ông chết rồi. Nó vừa mới dưới chạy đôi chạy lên. Ok. Còn thằng thế này nha, cẩn thận nha. Thế là nó 22 mà. Tấn công này. Cầm lên nè. Ông diệt hai ông diệt cái thằng hai ấy cái thằng bên kia đi. Tôi chơi thằng trên này. Trên núi cho. Bo bóp là nó xuống à. Rồi bo bắt đầu chuẩn bị bóp rồi đó. Nó đi xe tới rồi, nó xe xuống rồi. Xe xuống rồi. À. Enemies ahead. Thằng kia ở đâu ta? Bỏ bóp. Tôi ngoài tôi cam nó rồi. Cái xác của ông số 3 đứng đây 350 ở đây, hai thằng nó phải gặp nhau chứ. Địch lấy bo bóp đấy, địch mày trước sau nó phải vô. Có thấy nó không mà mấy ông bắn vậy? Ủa dưới kia bông khói ai nổi? Ai ném vậy? Nó ném à? Alo? Tôi làm. À. Không có rõ đâu, nó chạy xuống rồi, nó đâu đây nè. Đâu hướng 310 đến 20 á. Vô bò đây, cái vô bò đây. Ông mấy ông núp sau cây đi, tôi núp dưới cỏ rồi. Ông số 4 chạy về, có gì chết nha, số 4 ơi. À đây đây, ném... Ai ném khỏi vậy? Nó ném không ném á? Địch,
địch liếm nha, địch liếm hết đấy. Lấy trong mặt kia. Rồi, quá rồi. Còn một thằng thôi. Ủa, đâu thằng nó chưa chết mà, ông hạ nó chết luôn đi. Để con thang nữa. Ủa, nó bom. Ăn lồn. Nó đâu ta? Help. Cứu cái đó, cứu cái đó. Nó đâu kìa. Trước mặt kìa, hướng 240 kìa, 240. Nó cũng né ra nha, tảng tảng ra, coi chừng nó ném bom chết hết cái lũ nha. Ý, ông né né ra ném bom phát hai thằng chết vậy. Còn một thằng cam nó biết vị trí nó cam thôi. Rồi xong. Hay quá.